Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta đến với bài nói và nghe, trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội, một định hướng. Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội là nêu rõ ý kiến, quan điểm của con người, của người nói, sử dụng các luận điểm, lý lẽ và bằng chứng tin cậy cụ thể nhằm thuyết phục người nghe về một vấn đề xã hội. Trong khi trình bày có thể sử dụng công nghệ, thông tin và đăng và tăng hiệu quả. Vấn đề xã hội có thể là một câu hỏi cần trả lời, một điều cần giải quyết, một hiện tượng tích cực hoặc tiêu cực, hay vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực trong cuộc sống. Ví dụ, giúp người cao tuổi một việc làm đẹp, hãy đổ lỗi cho người khác một thói hư tật xấu cần tránh. Những hành vi đẹp và không đẹp trong khi tham gia giao thông đường bộ. Vấn đề xã hội cũng có thể rút ra từ những tác phẩm văn học đã được học, được đọc. Vì văn học luôn gắn với cuộc sống, luôn đặt ra các vấn đề cần giải quyết của cuộc sống. Chẳng hạn, em hiểu thế nào là lòng nhân ái trong cuộc sống sau khi học truyện Gió Lạnh Đầu Mùa Thạch Lam. Truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc được gọi ra sau khi học truyện ngắn Người Mẹ Vườn Cau, Nguyễn Ngọc Tư. Thứ hai, để trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội, các em cần dự kiến một số nội dung theo bảng sau. Những điểm cần lưu ý: bối cảnh trình bày, yêu cầu cụ thể, không gian, thời gian, xác định vấn đề trình bày, đề tài, đối tượng, người nghe, thầy cô, bạn bè, người thân trong gia đình, mục đích, nêu ý kiến, thuyết phục người nghe, phương tiện hỗ trợ, máy móc thiết bị, tranh ảnh, video clip, sơ đồ bảng biểu. Nội dung mở đầu, nêu vấn đề và lý do chọn vấn đề. Nội dung chính, trình tự các luận điểm, lý lẽ tương ứng với luận điểm, bằng chứng tương ứng với luận điểm. Kết thúc, khái quát ý nghĩa về vấn đề trình bày, một số đề xuất ý kiến nếu có, cách thức và thái độ khi nói, hướng về người nghe, kết hợp và lời nói và cử chỉ hành động, giọng điệu âm lượng phù hợp. Ra đến phần thứ hai, thực hành. Bài tập chọn một trong hai đề bài sau, trình bày suy nghĩ của em về ý kiến hãy đổ lỗi cho người khác một thói hư tật xấu cần tránh. Suy nghĩ của em về lòng nhân ái trong một cuộc sống sau khi học truyện Gió Lạnh Đầu Mùa. Chuẩn bị, ví dụ với đề bài 2, xem lại văn bản Gió Lạnh Đầu Mùa của Thạch Lam. Xác định đối tượng, bối cảnh trình bày để chuẩn bị nội dung phù hợp. Chuẩn bị các phương tiện như tranh, ảnh, video và máy ảnh chiếu, màn hình nếu có. B. Tìm ý và lập dàn ý. Tìm ý cho bài trình bày bằng cách đặt câu hỏi. Văn bản Gió Lạnh Đầu Mùa của Thạch Lam kể lại chuyện gì? Nội dung của chuyện đặt ra vấn đề về lòng nhân ái như thế nào? Em hiểu như thế nào là lòng nhân ái? Tại sao trong cuộc sống cần có lòng nhân ái? Em sẽ làm gì để thể hiện lòng nhân ái? Ngoài các câu hỏi trên, các em có thể nêu thêm các câu hỏi khác. Lập dàn ý, tổ chức hệ thống các ý theo 3 phần. Mở đầu, nêu vấn đề cần trình bày, ví dụ chuyện Gió Lạnh Đầu Mùa tưởng đơn giản nhưng đặt ra một vấn đề xã hội rất lớn. Lòng nhân ái trong cuộc sống. Nội dung chính, lần lượt trình bày các nội dung chính đã chuẩn bị trong phần tìm ý. Kết thúc khi khái quát khẳng định tầm quan trọng của lòng nhân ái trong cuộc sống. C. Nói và nghe. Hoạt động nói và nghe đảm bảo được yêu cầu sau. Người nói phần nội dung trình bày. Vấn đề trình bày được nêu rõ ràng cụ thể, nội dung phong phú, có trọng tâm, được trình bày logic, lý lẽ và bằng chứng làm nổi bật được vấn đề. Nội dung giải đáp thắc mắc cụ thể, ngắn gọn, thỏa đáng. Hình thức trình bày. Bài trình bày có bố cục rõ ràng, các nội dung minh họa, có chất lượng, sử dụng công cụ thiết bị hỗ trợ phù hợp, có sự sáng tạo ra điểm nhấn cho nội dung trình bày. Tác phong, thái độ trình bày, phong thái tự tin, tôn trọng người nghe, sử dụng ngôn ngữ cơ thể sinh động phù hợp, nói trôi chảy mạch lạc, không bị ngắt quãng hoặc không có những từ ngữ chêm xem à ờ thì mà là
Tốc độ nói vừa phải, có nhấn rộng ở những nội dung quan trọng, bảo đảm yêu cầu về thời gian trình bày, về người nghe lắng nghe xác định và ghi lại các thông tin chính của trình bày, những nội dung chính câu hỏi lại, thể hiện thái độ chú ý lắng nghe, sử dụng các yếu tố cử chỉ, nét mặt, ánh mắt để khích lệ người nói, hỏi lại những điểm chưa rõ, nếu cần có thể trao đổi thêm quan điểm cá nhân về nội dung của trình bày. D. Kiểm tra và chỉnh sửa người nói lắng nghe nhận xét của các bạn về thầy cô về trình bày về bài trình bày, rút kinh nghiệm về việc lựa chọn vấn đề để trình bày, quá trình chuẩn bị nội dung, cách thức và thái độ trình bày, tự đánh giá điều em hài lòng về bài trình bày của mình là gì, điều gì em muốn thay đổi trong bài trình bày đó. Người nghe kiểm tra việc nghe và ghi chép các nội dung thông tin chính xác, chưa thu hoạch được những gì, nêu nhận xét về nội dung, hình thức trình bày, đánh giá em thấy bài trình bày của bạn có thuyết phục không, vì sao, điều em học từ bài trình bày của bạn là gì. Bài giảng của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở các bài giảng tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ kênh cho thầy nhé.